Xin chào bà con, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube Chè Giống Bình Phước cũng như là Chè Giế Thanh Sang. Thì ngày hôm nay chia sẻ đến cô chú, anh chị một cái video clip để nói về cái việc mà tái sử dụng cái chuồng dế bằng bọc bioga. Thì nhiều cô chú mới vừa nuôi thì cũng không có biết. Thứ nhất là gặp khó khăn ở vấn đề là đi mua những cái bạc này, cái bạc bọc bioga này thì không có biết chỗ mua. Không biết chỗ mua thì nếu mà những cái cô chú mà nuôi ít á, thì không mua được á, thì ở trại cũng đã có chia sẻ, có chia lại cho cô chú anh chị nuôi thử một vài chuồng gì đó. Còn nếu mà nuôi số lượng nhiều thì sẽ chỉ cho cô chú anh chị cái cách mà để đặt đem về để mình làm chuồng dế mình nuôi. Đó là cái phần mở đầu. Còn sau khi mình nuôi được một cái vụ một vụ hai thì cô chú anh chị quan sát giống như cái lồng đây, là cái lồng đây, lồng này là mới thu hoạch dế xong. Lồng này nữa thì ba cái lồng này thì để làm một cái video clip cho cô chú anh chị hình dung được là cách mà tái sử dụng lại. Tại nhiều cô chú anh chị không có biết thì cứ nghĩ là cái bọc này nè là mình cứ xài qua một lần về mình thu như vậy xong cái mình thay cái bọc mới, là không phải đâu. Không phải là như vậy thì rất là tốn kém, và thứ nhất. Thứ hai nữa là có những anh chị đã biết là tái sử dụng này rồi nhưng cũng vẫn còn là cái cách mà để mà tái sử dụng làm như thế nào để cho an toàn, làm như thế nào để cho con dế mình không bị hao hụt đó. Thì như ở đây là mới vừa thu xong này đó, thì mình sẽ lên dùng cái chổi, mình sẽ gom lại hết cái phân này lại, gom lại hết rồi cái mình hốt cái phân hết ra ngoài, hốt phân màu ra ngoài đó, là mình làm nói chung là lấy sạch hoàn toàn ra đó, vị giấy rồi các kiểu gấp lại thì nó sẽ thành một cái lồng như bên này đó. Thì như thế này thì mình sẽ dùng cái giẻ ướt, mình sẽ lau lau sạch những cái bề mặt này hết, những cái bụi bặm nè, những cái này nọ lau hết đó cho nó sạch sẽ đi, để nó cho vệ sinh. Con dế này nó phải tuyệt đối nó phải sạch đó. Thì xong hết rồi thì nó sạch rồi thì bắt đầu mình sẽ cái trong khi quá trình mình lau á, cái quá trình mình phải lau, thứ nhất là mình lau để cho sạch, thứ hai là mình lau tới đâu á là mình sẽ để ý tới đó. Mình lau mình sẽ phát hiện ra những cái lỗ li ti, những cái lỗ li ti nó chỉ cần một cái lỗ mà giống như cái đầu tăm thôi thì con dế con nó cũng có thể ra được, nó có thể ra được. Thì cho nên là ví dụ như vậy, ngay đa phần nó bị ngay cái gốc, chú anh chị thấy không? Đây. Đó, nó bị như thế này nè, đa phần là bị cái gốc là nhiều rồi. Còn đôi khi những cái chỗ giữa như thế này nè, đó nó vẫn bị lỗ này, không cô chú anh chị thấy cái lỗ không đó. Thì cái này mà mình không để ý nè, mình cứ lau sạch nó, hoặc là mình lấy ra rồi cái mình cứ không để ý tới, mình xếp cái giấy vô tiếp nữa thì con dế của mình nở ra, thì cổ chuyến dế của mình nó đạt chuẩn, nó rất là nhiều nhiều, nhiều dế đó, nó nở ra dế con nở ra thì như kiến thôi đó. Rồi thì mình không quan sát thì những cái lỗ này dế sẽ theo những cái lỗ này ra ngoài hết, ra ngoài hết. Thì như vậy thì con dế mình sẽ bị thất thoát. Đối với những cái anh em mà có cái chuồng làm bằng cái nền xi măng thì mình rất dễ phát hiện là cái con dế con của mình nó ra bên ngoài. Còn những anh em là mới vừa khởi nghiệp là rất nhiều, đa số là rất nhiều là để cái nền đất thì nó bò ra thì mình cũng không phát hiện đâu là dế, đâu là kiến, đôi khi kiến vào trong chuồng cũng chưa biết đó. Thì giống ở đây nè, ở đây thì một cái thằng em thì nó cũng đã ấy lại nè, thì mình không để ý là thì vẫn bị cái tình trạng này nè, nó vẫn dán lại đàng hoàng nhưng mà đôi khi nó sơ xuất tí xíu thôi, nó vẫn còn một hai lỗ li ti thì dế nó vẫn phải bò ra ngoài nè. Nhưng mà nền mình là nền xi măng thì mình nhìn thấy mình phát hiện được liền. Thì cái cách khắc phục là, một là mình thả rơm xuống, hai là mình để những cái vỉ cấp giấy như thế này để cho dế con nó bu vào trong này hết, để mình lấy mình bỏ vào chuồng lại đó, mình xử lý vậy thôi. Đó là nếu mà trường hợp mình lỡ rồi. Còn cái này là mình phải phòng từ đầu đó, dán như cái băng keo lại như thế này nè, nè anh em thấy nè đó. Đó, thì cái này là cái video clip này là chia sẻ cho những anh em mà mới nuôi ha. Còn những anh em nào mà cũng trong nghề hoặc biết rồi thì vô tình xem video này thì cũng là coi như là một cái có thể mình bỏ qua, hoặc là mình có thể xem để giao lưu ha. Còn đây là chia sẻ cho những anh em cô chú anh chị mới, chưa có kinh nghiệm về những giai đoạn đầu thì đã nói mới mà cái thời gian mình đi tìm mình mua được cái bạc này là đã là cực rồi, chứ đừng nói chi là cái kinh nghiệm mà để mà tái chế, tái sử dụng lại đó. Kể cả những cái vị trứng giấy cấp giấy này cũng vậy nè, nó cũng mua nó cũng rất là khó khăn.
thì tất cả những cái gì mà liên quan đến dụng cụ hoặc là phương tiện mà liên quan tới nuôi dế thì em đã đều có chia sẻ tận tình cho cô chú anh chị hết, để có cái hướng tham khảo và cái cách làm cho nó hợp lý, nó không có bị thất thoát đó. Nó chỉ như vậy thôi, mình phải để ý, lỗ rất là nhiều nè. À, đi dán băng keo lại nè đó, mình lấy băng keo mình dán lại thôi là hết đó, lỗ nè. Còn với cái trường hợp như cái tấm này nè, là cái trường hợp mà mình xài đây là được mùa này, đến 5 mùa rồi, 5 mùa rồi mà các bạn này. Hồi đó là nghe mua nghe cái cuộn bạc thì nó hơi mỏng, cho nên cái cuốn này mình thay được rồi nè. Nó bị nhiều quá thì mình thay, tại vì nó thường là nếu nó bị nhiều quá là nó phải vào cái vụ thứ tư thứ năm trở đi, chứ còn vụ 1, vụ 2 là vụ 3 là cũng chưa chưa ăn thua, vẫn còn xài bình thường. Lâu lâu nó bị một lỗ tí xíu xíu dán mà keo lại xong. Còn có những cái chuồng á, mà ở chỗ anh em bị chuột vô nó cắn cái lỗ to 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 đó, thì mình có thể là bị có một lỗ hai lỗ mà to quá thì mình lấy dây rút hoặc là dây đen mình buộc thắt lại cũng được đó. Đó là cái trường hợp thì dán không được nữa để mà tận dụng lại. Còn nếu như mà cái nó bị cắn mà đâu trong cái thời điểm mà vụ 4, vụ 5 rồi, cái bạc mà nó cũ rồi, thì mình sẽ có thể thay thay là vừa rồi. Ở đây là chuồng này, chuồng ngang mét nè, dài 2 mét nè, bạc này bạc dày nè, bạc này bạc dày luôn nè đó. Thì cái này thì mình chi phí mình thay cái tấm bạc này thì ngang 1 mét và 2 mét thì nó nằm cái độ là 100.000 trên chuồng vậy, lớp 1 lớp 1 đó. Đó là mua đúng điểm nha, mua đúng cái số lượng. Thế còn mà mình không biết mua, mình mua cái chỗ mà nó lẻ, nhỏ lẻ thì ở theo cái từng cái vùng thì giá nó khác nhau, nó có cái độ chênh lệch, nhưng mà nó cũng nằm cái khoảng đó là mình mua được đó. Chứ nó không cần phải đầu tư chi cho nhiều đó. Vì mình mua cái này mình phải mua là bằng được cái bạc bioga trắng này thì mình nuôi nó mới nó hiệu quả. Còn nhiều anh chị rồi mua không có được á, rồi có thể thiết kế qua đóng bằng dán ép rồi làm bằng bạc xanh, thì như vậy thì nó sẽ là, thứ nhất là nuôi nó không hiệu quả, thứ hai nữa là cái độ bền không có. Nếu mà dán ván ép hoặc là thùng gỗ thì mình nuôi thì nó sẽ bị là hở những cái theo cái kẽ gốc thì dế nó ra được, mà khi mà mình tái sử dụng lại rất là cực. Còn cái bạc xanh nó thì nó rất là nhanh mục, nó nhanh mục, dế nó ăn cái này là trơn nè, cái này nó trơn trơn thì dế nó cắn hơi cực. Thế còn cái bạc xanh mà nó bấu 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 mà có được một lỗ nhám là nó cắn te tua luôn đó. Cho nên là mình mua, nếu mà xác định nuôi dế là mình phải mua bằng được cái mà bọc bioga này. Thì nếu mà cảm thấy cái dùng của mình mua mà nếu khó khăn quá thì liên hệ lại cho em sẽ có cái hướng hướng dẫn. Tại vì đa số ở tất cả các tỉnh đây là em đều là có những cái anh em nuôi đều có những cái vệ tinh hết rồi, thì cho nên là cái hướng ở tỉnh nào huyện nào thì đi ra chỗ nào mua hoặc đặt ở đâu thì em sẽ có cái sự hướng dẫn cho cô chú anh chị mình mua, chứ nó không còn khó khăn nữa đó. Chuồng thì cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị cách làm rồi. Chuồng bằng cây có nè, chuồng bằng sắt có nè, chuồng không đáy có nè, chuồng có chân có nè. Đó, tất cả các kiểu chuồng xây, chuồng nắp. Đó, thì theo tùy theo cái khu vực của mình và cái điều kiện khả năng của mình làm được cái loại nào thì mình làm. Đó, nó tiết kiệm chi phí cho mình được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Tất cả những cái về từ đầu tới cuối trong vài năm nay trong mà cái nghề nuôi dế thì tất cả có những cái vấn đề nào từ cái giai đoạn làm chuồng cho tới cái kỹ thuật nuôi tập 1, tập 2 và thu hoạch và cho đẻ trứng và bao tiêu sản phẩm thì đều tất cả cái kênh YouTube Trại Giống Bình Phước đều có đầy đủ các cái video để cho cô chú anh chị tham khảo. Nếu mà anh chị em mà mới vừa nuôi không biết cái cách làm chuồng thì sẽ bấm vào cái video là cách làm chuồng. Ví dụ như muốn là làm cái chuồng bằng bọc bioga thì sẽ bấm là cách làm chuồng dế bằng bọc bioga. Muốn làm bằng hồ xây thì bấm vào cách làm chuồng bằng hồ xây, hoặc là thau thùng, hoặc là có chân không chân. Rồi kỹ thuật nuôi dế tập 1, kỹ thuật nuôi dế tập 2, rồi kỹ thuật thu hoạch dế, rồi kỹ thuật cho dế đẻ. Thì tất cả trên cái kênh YouTube của trại trong vài năm nay là đều có chia sẻ đầy đủ trên đó hết rồi. Đó. Còn nếu mà cô chú anh chị không quen tìm kiếm
thì có thể kết bạn Zalo qua số điện thoại đang nổi trên màn hình. Thì em sẽ gửi trực tiếp cái video đó qua cái tin nhắn, cô chú chị xem luôn, khỏi cần đi tìm cái cực à. Đó. Rồi thì cứ giờ thì cũng là dịp cuối năm rồi. Thì trại cũng đã đó dọn hết rồi, cái nào mà thu hoạch hết rồi là bắt đầu mình cho xuống giống mới. Rồi thì trại vẫn đang cung cấp tất cả các loại con giống bình thường. Các loại con giống như là dế, rắn mối, rắn hô hành, tắc kè, bọ cạp, cà cuống, chim chỉ, rùa đánh đen, tất cả những cái mô hình là trại vẫn cung cấp bình thường. Cô chú anh chị có nhu cầu thắc mắc gì thì cứ vui lòng liên hệ theo cái số điện thoại đang nổi trên màn hình. Thì ở cuối video và cũng nhân dịp cuối năm thì cũng xin chúc toàn thể cô chú anh chị trên khắp mọi miền đất nước đã quan tâm và ủng hộ đến trại giống Bình Phước cũng như trại giới Thanh Sang. Kính chúc bà con có một năm mới là được an khang thịnh vượng và tấn tài tấn lộc. Rồi thì cô chú anh chị nào chưa có đăng ký kênh YouTube trại giống Bình Phước thì mình nhấn vào đăng ký để được theo dõi những cái video chia sẻ mới nhất từ trại, cũng như là cái ủng hộ trại ngày được phục vụ bà con được tốt hơn. Và xin chào bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.